Giá heo hơi hôm nay ngày 12 tháng 1, ba miền tiếp tục tăng giải rác. Giá heo hơi hôm nay ngày 12 tháng 1 điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi là một trong những giải pháp để bảo đảm tính minh bạch của toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản tại Đồng Nai. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc nhích nhẹ. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi trong khu vực. Theo đó, Thương lái tỉnh Hưng Yên đang thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Phú Thọ và Thái Bình tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mốc 50.000 đồng mỗi kg, cùng giá với Hà Nam, Tiên Quang và thành phố Hà Nội. Năm tỉnh gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc hiện giao dịch với giá 49.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 49.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 49.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 53.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 49.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 50.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 50.000 đồng mỗi kg. Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng nhiều nhất là 2.000 đồng mỗi kg, cùng với đạt tăng trên cả nước, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay ghi nhận biến động từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Trong đó, Ninh Thuận đang giao dịch với giá 48.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Tương tự, Hà Tĩnh và Bình Định điều chỉnh tăng 2.000 đồng mỗi kg, đưa giá heo hơi lên mốc 49.000 đồng mỗi kg, ngang bằng Nghệ An, Từ Thiên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lĩnh và Bình Thuận. Các tỉnh còn lại giữ nguyên mức giá so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 50.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 49.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 48.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 49.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 48.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 49.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 48.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 49.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng giải rác. Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh tăng nhiều nhất là 2.000 đồng mỗi kg tại một số địa phương. Cụ thể, Long An tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mốc 48.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Sau khi tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg, 4 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương và Vũng Tàu lần lượt thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng mỗi kg và 50.000 đồng mỗi kg. Mốc giá cao nhất khu vực hiện tại là 51.000 đồng mỗi kg, ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 51.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 49.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 50.000 đồng mỗi kg, Long An là 48.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 49.000 đồng mỗi kg, An Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 48.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 50.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 48.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 48.000 đồng mỗi kg, bạc liêu là 48.000 đồng mỗi kg, trà vinh là 49.000 đồng mỗi kg, bến tre là 49.000 đồng mỗi kg, sóc trăng là 49.000 đồng mỗi kg. Với vai trò là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, Đồng Nai nằm trong top các tỉnh thành đi tiên phong thực hiện việc ứng dụng công nghệ cao trong truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm chăn nuôi. Từ nhiều năm trước, Đồng Nai đã tích cực triển khai các đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi thịt heo ví dụ như đề án đeo vòng truy xuất nguồn gốc heo từ trại nuôi. Ông Nguyễn Trường Giang, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi, thú y tỉnh cho biết, chương trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm heo trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở giết mổ và các trang trại chăn nuôi tham gia, theo báo Đồng Nai. Tỉnh cũng đang triển khai dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến 2025 trong đó dự kiến nhiều kênh bán lẻ hiện đại và truyền thống trong tỉnh sẽ được tăng cường mở rộng hoạt động txng các sản phẩm chăn nuôi theo hướng công nghệ cao quản lý sản phẩm từ trang trại cơ sở giết mổ sơ chế chế biến đến các kênh phân phối bán lẻ